Xin chào tất cả mọi người. Hoàng Đăng Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Vào những ngày cuối tuần như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được đoàn viên, được dùng những bữa cơm gia đình hay là gặp gỡ những bạn bè, những người thân, những đồng nghiệp đáng yêu của mình. Ngày hôm nay Hoàng cũng đang rất là mong chờ sự xuất hiện của một cô em gái rất là đáng yêu, dễ thương, một trong những ca sĩ tài năng của nhóm nhạc Lime. Và bây giờ xin mời mọi người hãy chào đón nữ thần ngày hôm nay, Yvonne Diệu Linh. Xin chào Diệu Linh. Chào em. Xinh xắn quá. High five. Hỏi nhỏ Diệu Linh cái. Dạ. Bé Linh ăn gì chưa? À dạ, thực ra thì chưa ạ. Chưa là chính xác. Bởi vì hãy để cho cái bụng mình ở trạng thái cân bằng đi, để lát nữa mình nạp đầy năng lượng và sự yêu thương của mọi người nha. Ok. Nhưng mà bình thường nè, anh hỏi nhỏ chứ trong nhóm nhạc của mình cũng như là những fan hâm mộ của nhóm nhạc cũng như là của Diệu Linh á, có bao giờ tặng đồ ăn hay là nấu ăn cho các bạn ăn chưa? Rất nhiều luôn ạ. Tại vì khi mà bọn em hoạt động nhóm nhạc hay là khi bọn em sống trong ký túc xá chung với nhau ấy, thì bọn em cũng thường nấu ăn cho nhau này. Và các fan hâm mộ thì các bạn cũng rất là có tinh thần muốn bồi bổ sức khỏe cho bọn em, nên là cũng rất thường xuyên gửi đồ ăn. Các bạn có những món mà các bạn tự làm, ví dụ như là bánh thì này, các bạn cũng có gửi đồ ăn, mua đồ ăn tới, cho nên là bọn em cũng được nhận phúc lợi khá là nhiều. Trời ơi, thích quá. Và đó chỉ là những sự may mắn, là những điều đáng quý mà các nghệ sĩ luôn nhớ mãi những tình cảm yêu thương của các khán giả. Nhưng ngày hôm nay đối với Khẩu Vị Ngôi Sao lại là một dấu ấn khác nữa. Dự định sẵn sàng chưa? Dạ, em đang rất kỳ vọng nè. Xin mời bạn vào phòng khách. Hoàng Đăng Bơ đang rất là mong muốn tìm hiểu xem là cái gu ăn uống cũng như là quê quán của Diệu Linh có làm cho bạn phải phụ thuộc vào cái khẩu vị dâu quê hương của mình không? Nguyên quán em là ở Lạng Sơn. Lạng Sơn? Dạ. Là xa một... hình mình dữ ta. Dạ đúng rồi. Và ở đó thì em thường được ăn những cái món ăn mà nó gọi là nó giao thoa giữa các cái nét văn hóa khác nhau. Và cũng có những món ăn của người dân tộc. Ví dụ cụ thể? Ở Lạng Sơn thì có dân tộc Tày, có cả người Nùng. Tài có cả Nùng. Người Mường cũng Mường. Tới đó ở. Nói chung là khá là nhiều dân tộc ở đó. Nên là em cũng lớn lên trong cái môi trường khá là đa văn hóa. Nên là cái khẩu vị của em cũng khá là dễ chịu. Em không có món gì quá là kén. Em ăn được khá là nhiều thứ. Trời ơi, thích cái gì vậy? Dạ. Bây giờ sẽ là điều bất ngờ dành cho bạn. Chúng tôi phải kén chọn ra từ hàng triệu khán giả đăng ký tham gia vào Khẩu Vị Ngôi Sao để gặp gỡ thần tượng là bạn Yvonne Diệu Linh. Tôi đã chọn ra một bạn nam. Wow. Trẻ tuổi. Wow. Đẹp trai. Mà người ta nói hả, đem mắt kiến là trí thức. Tôi chọn luôn bạn đem mắt kiến. Mà điều đặc sắc nhất, bạn đó phải tên Linh. Ủa, trùng tên luôn. Và bây giờ xin mời Diệu Linh và quý vị khán giả chào đón sự xuất hiện của bạn Đức Linh. Đức Linh ơi, xin mời em vào. Đấy, đó. Đẹp trai, trẻ tuổi chưa? Chào Linh. Chào anh. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mọi người đẹp. Dạ. Ngày hôm nay em sẽ là cầu nối để cho bạn Đức Linh gặp gỡ được một trong những thần tượng trẻ của mình. Mình rất là ngưỡng mộ bấy lâu đúng không nào? Ngày hôm nay được gặp gỡ trực tiếp chắc chắn hồi hộp đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đức Linh giới thiệu đôi nét về mình đi nào. Dạ, lần đầu tiên thì em xin chào MC Hoàng Rapper. Dạ. Xin chào cô gái xinh đẹp Yvonne. Và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn hình ảnh nhỏ. Em là Vũ Đức Linh. Năm nay em 29 tuổi. Em đang sinh sống ở Thủ Đức. Công việc hiện tại của em là một nhân viên ở công ty. Bạn đoán xem người đẹp thích hương vị gì? Cay, đắng, ngọt, bùi? Dạ, em nghĩ người đẹp ngày hôm nay của chúng ta thích hương vị ngọt ngào. Ngọt ngào? Dạ, và em tin là em sẽ mang được sự ngọt ngào cho chị. Dạ, đây là chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đây không phải là một chương trình tình yêu. Ngại quá, ngại quá. Nhưng mà tôi thích tôi, đàn ông phải vậy, phải chủ động vậy. Dạ đúng. Mà phải không em? Em thích ngọt không? Dạ em cũng thích. Cũng thích. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy tạo điều kiện cho Đức Linh. Một chàng trai tưởng chừng như là làm công việc văn phòng, nhưng ngày hôm nay sẽ rất là tháo vát trong gian bếp của mình. Để có thể khám phá được khẩu vị của Diệu Linh thì chắc là bạn phải tiết lộ cái thông điệp để cho Đức Linh giải mã xem đúng hay là sai. Nha. Thông điệp đầu tiên là em không thích ăn hành. Người đẹp Diệu Linh không thích ăn hành. Cả hành củ lẫn hành, hành lá. Hành tây, hành tím, hành lá. Đây là tất tật. Tất tần tật. Bạn đoán xem Đức Linh, Diệu Linh chia sẻ điều vừa rồi đúng hay sai? Sau khi Yvonne chia sẻ thì em nghĩ không đúng. Không đúng là Yvonne vẫn ăn hành được. Em nghĩ vậy. Nếu mà bạn trả lời không đúng chính xác thì một trong ba ly này sẽ thuộc về bạn. Uống cái ực cho hết.
Em chốt là không đúng. Không đúng, không chính xác gì đó. Nghĩa là thông điệp vừa rồi là sai. Xác nhận đi ạ. Như khi nãy em cũng có chia sẻ rồi, khẩu vị của em nó khá là dễ tính. Em có thể ăn hành. Hay quá. Em cũng không thích ăn hành. Thực ra hành nó là một cái gia vị mà mình có thể đưa vào rất là nhiều món ăn. Nó làm tăng cái khẩu cảm mình rất là nhiều. Đúng nên rồi. Là em thấy hành rất là ngon. Ngon. Một điểm cộng dành cho Đức Linh khi đoán được trúng tâm lý ăn uống của người đẹp. Cảm ơn bạn, hay quá, thông điệp đầu tiên rất là tốt. Vậy lát nữa nêm đồ ăn cứ cho hành thoải mái nha. Và bây giờ sẽ là thông điệp thứ hai. Em giống kiểu như là không có hợp ăn mấy cái hải sản. Nghĩa là em có thể cả một cái bàn ăn như vậy thì em sẽ gạt ra, em sẽ không đếm xỉa đến nó luôn. Không đếm xỉa gì hải sản. Bạn đoán xem đúng hay sai? Dạ, sau khi Yvonne nói là không thích ăn hải sản, với lại quê của Yvonne là ở Lạng Sơn, miền núi, thì đương nhiên là người miền núi sẽ thích ăn những món ăn từ động vật. Nhưng mà cũng có những người họ vì sống ở miền núi, họ khao khát ăn những món từ biển. Khao khát luôn ạ. Cho nên em nghĩ Yvonne là một người vì từ nhỏ đến lớn cô ấy ít được ăn hải sản, cho nên khi cô ấy tham gia hoạt động nhóm nhạc LAM thì chắc là đã có dịp ăn hải sản. Đặc biệt là cô ấy cũng hay đi Hàn Quốc nữa. Đúng. Trời ơi, để ý tới vụ đi Hàn Quốc nè, mới hay nè. Đúng là fan rồi, đừng có tìm hiểu rồi. Xác nhận đi, bạn thích ăn hải sản đúng không? Thay vì nói là thích thì em hoàn toàn có thể ăn được các loại hải sản một cách bình thường. Chỉ đơn giản là em không có đưa nó vào dạng ưu tiên. Nghĩa là khi mà mình có nhiều lựa chọn hơn là hải sản thì em sẽ ăn những cái khác trước. Còn hải sản em hoàn toàn có thể ăn được, không có vấn đề gì cả. Em cũng không có bị... Cô không kỳ thị gì hết. Không kỳ thị gì. Như vậy là câu trả lời vừa rồi của Đức Linh là... Đúng luôn. Trùng hợp, hay quá. Nhưng mà cái cách bạn suy luận, cách bạn lý luận nghe rất là logic. Hợp lý luôn. Dạ. Rõ ràng là có theo dõi Lam cũng như là Diệu Linh. Dạ. Và cũng biết được rằng là cái thói quen ăn uống của cô ấy, mặc dù là một cô gái đến từ Lạng Sơn nhưng mà có gu ăn uống rất là thoải mái và cởi mở. Trời ơi, vậy là thoát qua được hai câu rồi. Không lẽ bữa nay Đức Linh là một người lập một cú hat-trick 3 phát đúng liền liên tiếp? Hơi dễ dàng quá phải không ta? Không, em nghĩ hôm nay em sẽ may mắn bởi vì em gặp được thần tượng của em. Chưa chủ. Đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của em. Có cái sự am hiểu nhất định rồi, chắc hôm nay chủ nhà nâng cấp lên, tại vì anh sợ chị quản gia nhà anh lắm. Anh chủ nhà chứ em sợ quản gia. Bà quản gia bà dặn á, khán giả hâm mộ nào mà trả lời đúng ba câu á, MC uống chết anh. Từ để em nghĩ cái khó hơn nào. Khó lên. Thiếu anh mới. Cái thông điệp thứ ba của em sẽ là em rất thích ăn đồ ngọt, đồ chiên, đồ nhiều calo. Thông điệp vừa rồi chính xác hay không, bạn đoán xem. Sau hai lần trả lời chính xác thì lần thứ ba này thì em nghĩ là mặc dù sống ở Lạng Sơn thì cô ấy có thói quen ăn dầu mỡ, nhưng mà từ khi tham gia vào nghệ thuật thì phải kiêng. Nhưng mà em nghĩ cái thói quen của cô ấy ít nhiều vẫn có ăn. Cái điều cô ấy vừa mới chia sẻ là cô thích lắm. Thì bạn có nghĩ là cô ấy chia sẻ đúng không? Đúng ạ. Đúng không? Xác nhận đi em. Em có ăn những cái đồ ngọt và đồ dầu mỡ trước đây khá là nhiều. Nhưng mà sẽ em không thích. Như vậy em không thích những cái đồ nhiều calo quá, như là em thường ăn những cái món nó thanh đạm nhiều hơn. Là em có ăn, không phải là em không ăn, không phải là em kiêng hoàn toàn, nhưng em không thích đến cái độ kiểu điên cuồng, kiểu không được ăn thì sẽ khó chịu, không đến mức đó. Cô dễ thích nghi mà, cô dễ ăn dễ uống mà, dễ nuôi lắm. Bắt tay, trời ơi, em túi, cứu ông anh rồi. Rồi như vậy xin là em nha. Trả lời chưa chính xác. Rồi nhắm mắt lại nè. Giờ chúng tôi sẽ xoay cái gì á. Rồi, bây giờ cái tay chạm lắm. Vô ly nào đầu tiên là sẽ uống cái ly đó. Rồi, chạm ly này. Đang xoay chưa ạ? Rồi, đó. Cẩn thận, có chừng đồ. Dạ rồi. Ok, sao ly này nó nặng thế? Rồi, cứ nhắm mắt đi. Rồi, làm một phát. Lo lắng quá, lo lắng. Một phát luôn đi, chứ nhấp nhiều lúc nó khó chịu. Trời. Cái gì vậy? Nó nhợt nhợt, nó nhạt nhạt, nó khó uống. Dạ, đến với nhà anh nó vậy đó em ơi. Nhưng mà đây chỉ là hình phạt vui thôi, vẫn đảm bảo được sức khỏe cũng như là sự hào hứng của Đức Linh đúng không nào? Dạ đúng ạ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với đề bài mà chúng tôi cung cấp cho Đức Linh và yêu cầu bạn phải nấu cho bằng được món đó. Nếu chưa từng nấu món đó thì hãy hỏi người phụ nữ của chúng tôi. Okay. Chúc bạn thành công. Sẵn sàng nha Diệu Linh. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta giải lao trong ít phút trước khi bước vào trò chơi tiếp theo.
Và Reba xin đón chào mọi người đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng bước vào những thử thách để cho người chơi, đó chính là bạn Đức Linh, có thể có được những nguyên liệu chính, bên cạnh đó là chinh phục đề bài của chúng tôi và nấu ăn thật là ngon, dành tặng cho bạn Diệu Linh. Ủa hai đứa sao vậy? Thông Linh. Dạ, phép màu đã dính chúng em vào nhau như thế này. Kính thưa quý vị, đây là phép màu đến từ ban biên tập và chị quản gia chuyên nghiệp của tụi em. Chị ấy đã trói buộc đôi tay của thần tượng và Phantomore lại với nhau. Và trò chơi rất là đơn giản. Đầu tiên chúng tôi sẽ tiết lộ đề bài ngày hôm nay. Đó chính là làm một món ăn liên quan đến cá. Cá lóc nha, ngon lắm á. Em ăn cá lóc bao giờ chưa? Tất nhiên là ăn rồi ạ. Dạ, ngày hôm nay hãy cố gắng làm cá lóc kho tiêu thật là ngon để dành tặng cho người đẹp nha. Nhưng mà em chưa ăn cá lóc kho tiêu bao giờ. Chưa ăn luôn, trời ơi. Vậy là lần đầu tiên em sẽ được thưởng thức món tuyệt phẩm này. Nhờ bạn. Đức Linh từng kho cá bao giờ chưa? Dạ, nói chung đó thì em sống với bố mẹ cho nên bố mẹ em nấu là chính. Rồi khi mà em đi làm về thì có thời gian em vẫn nấu. Từ nhỏ là em được mẹ dạy nấu rồi. Wow. Từ cấp 2 là em đã học nấu rồi. Ừ, thế mình có thể tin tưởng được rồi. Rồi, trò chơi rất đơn giản. Chúng ta bị cột tay lại với nhau. Hãy cố gắng hoàn thành và ăn cho hết được tô mì này bằng cách đút cho nhau ăn trong trạng thái bị trói buộc. Và nếu như trong vòng thời gian 2 phút mà số lượng mì này được hoàn thành hết thì rõ ràng là toàn bộ số cá này sẽ thuộc về Đức Linh để bạn làm món cá kho tiêu. Chứ bây giờ không vượt qua được, không có cá, chả lẽ ăn tiêu không? Thôi thôi, nào, mỗi bạn một cây dời, anh sẽ để đây. Hai bạn tự điều khiển nhau nha. Chuẩn bị 2 phút bắt đầu. Đó, mình phải phân chia ai đút ai trước. Hang. Mình nghĩ là ít một thôi thì nó sẽ dễ ít, hơn. Ít à? Ít ít thì làm sao 2 phút ăn chưa hết? Phải ăn hết luôn ạ. Đúng rồi, phải ăn cho hết chứ em. Thật không? Từ, coi lem son người đẹp. Không sao đi, đồ ngủ make up anh ngoài đông lắm. Ok. Đó, lúc lịa vậy đó. Luân phiên xen kẽ nhau. Trời chọn làm mình nhớ cái phiêu hoạt hình gì mà có liên quan tới mì nè. Đó, cặp đôi ăn nha, họ ngon lắm. Ok. Trời ơi, tình cảm nó kháng khích gì đâu á. Đó. Rất nhẹ nhàng quá ta. Không có gì khó hết, chỉ hơi mỏi thôi. Mới mỏi lưng. Kệ hả, Đức Linh cũng đang rất là mong chờ được đến được mình ăn rồi. Chắc bạn đang nói nè. Coi như là bữa nay mình ăn khai vị bằng mì xào đi. Lát mới ăn món chính là cá kho tiêu. Đó, ráng lên, còn chút xíu nữa hết rồi. Ôi, rớt. Nó mất rồi, Ôi, chăm chút rồi, cưng xỉu luôn ha. Ráng lên. Nằm dậy cuối cùng lẹ lên. Trời ơi. Xong. Anh ơi, xong hết giờ luôn. Hay quá. Thôi, giải thoát cho đôi trẻ nè. Cứu mỏi. Rồi. Ôi trời, đa tạ. Chúc mừng bạn, trong vòng thời gian 2 phút thì hai bạn cũng đã vượt qua được thử thách này rồi. Và đây. Cá lóc rất ngon, rất tươi. Dành tặng cho bạn. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà chúng ta đương nhiên cần phải chế biến thật là ngon. Và bây giờ xin mời cả nhà mình vào bếp để chế biến nha. Xin mời quý vị khán giả hãy tiếp tục vào bếp với Khẩu Vị Ngôi Sao. Yeah, Khẩu Vị Ngôi Sao đang quay trở lại với quý vị khán giả. Và bây giờ muốn ăn thì lăn vào bếp. Và gian bếp chúng tôi đang sẵn sàng rất nhiều gia vị, nguyên liệu phụ, nguyên liệu chính để giúp cho bạn Đức Linh sẽ nấu món cá kho tiêu thật là đặc sắc. Thực ra đây là một món thực sự lần đầu tiên em nghe luôn chứ không phải lần đầu tiên em ăn nữa. Vậy luôn đó. Dạ, cho nên là em không biết là cái hương vị rồi là cái hình dáng nó trông nó sẽ như thế nào, rất là tò mò. Chứ ở Lạng Sơn mọi người có hay sử dụng phương cách là kho trong các món ăn của mình không? Có, nhưng mà không có cá kho tiêu, thịt kho tiêu thì có. À. Nên rất là tò mò. Đấy, thật sự cá kho tiêu là một trong những món ăn bình dân nhưng mà là đặc sản, đặc biệt ở miền Tây Nam Bộ nữa. Và nhờ phần tiêu này sẽ giúp cho chúng ta giải cảm nè, bổ sung thêm cái nhiệt lượng trong cơ thể của mình nữa để cân bằng lại, để giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, cá lại ít cholesterol, sẽ giúp cho chúng ta giảm đi số lượng mỡ thừa trong phần ăn của mình. Với kinh nghiệm bởi ba mẹ truyền đạt lại cho Đức Linh, bạn sẽ làm gì với công đoạn sơ chế đây? Đầu tiên thì em sẽ cho cá vào tô, rồi múc nước mắm, 3 xì nước mắm đổ vào tô. Rồi sau đó là em sẽ nêm một ít bột ngọt, tiêu, một xì đường và sau đó là một xì bột nêm. Chà, khá là chi tiết, không biết có nhuần nhuyễn hay không. Chúng ta bắt đầu nào, xin mời. Bình thường em vẫn hay vào bếp chứ hả? Ở trong gia đình thì em không phải là người nấu nướng, em là người dọn dẹp thôi ạ. Em là người dọn dẹp? Dạ. Bắt tay. Bắt tay. Ừ. Hay.
Ờ, anh vậy á, anh đâu biết nấu đâu. Dạ. Anh dọn bà xã anh không à. Dọn dẹp giỏi hơn thì mình nên làm dọn dẹp anh nhỉ? Ngày hôm nay mình cũng hỗ trợ với Linh tí. Dạ, vâng. Làm ăn cho nó nhanh. Bởi vì thời lượng luôn luôn có hạn mà. Dạ. Với cái kho tiêu này chúng ta còn phải ướp. À, đây là bột ngọt. Thì ở miền Bắc gọi là mì chính em. Dạ đúng rồi ạ. Thì em có hay sử dụng cái gia vị này trong món ăn không? Em có dùng nhưng mà một cái liều lượng rất là nhỏ thôi ạ. Tại vì thực ra em không hợp với cái vị của bột ngọt cho lắm. Vậy hả? Dạ. Kìa, cổ mới dặn là nhỏ nhỏ vừa vừa bột ngọt thôi nha. Chíu thôi. Ủa, rồi trong nhóm của mình, thí dụ như đi lưu diễn, đi công tác nước ngoài và phải sống chung với nhau thì chắc chắn cũng phải nấu ăn cho nhau. Dạ vâng, tất nhiên ạ. Ai là người nấu ăn trong nhóm? À, trong ký túc của bọn em thì bạn Liz, bạn trưởng nhóm, bạn sẽ là người phụ trách nấu nướng. Đôi khi em cũng sẽ phụ giúp khi mà Liz không có tâm trạng nấu nướng. Nhưng mà em hầu như là sẽ dọn dẹp cái chiến trường sau khi nấu nướng và ăn uống. Đó. Dễ thương, chị em cùng làm với nhau sẽ hòa thuận và đoàn kết hơn. Ai là người có khả năng nấu nướng ghê nhất trong nhóm? Thực ra thì bọn em toàn ăn những cái món nó đơn giản, như hồi nãy em có nói là những cái món rất là thanh đạm, kiểu như là đồ luộc, đồ hấp. Cho nên là cái khả năng, cái xác suất mà làm hỏng món ăn nó thấp thôi ạ. Cho nên là em cũng không nghĩ là trong nhóm em có ai nấu ăn tệ. Em mong là thế. Cũng may quá. Đó, Đức Linh vẫn đang rất là tập trung vào công việc của mình. Đó chính là ướp cá. Mà nhiều lúc á, mình không có thời gian đó Diệu Linh, là anh thấy để ý là mẹ anh là cho thẳng cá tươi vào luôn. Và cứ thế là cho nước màu rồi cho tất cả các gia vị vào. Cá vẫn còn rất là đậm đặc. Nghĩa là mình đốt cháy giai đoạn luôn. Đúng rồi, đốt cháy giai đoạn đó. Nhưng mà Đức Linh rõ ràng là kỹ lưỡng hơn, muốn tạo cái sự ấn tượng đầu tiên cho em luôn với món cá kho này. Rồi qua anh bật bếp cho. Sao muốn người đẹp phụ gì, trời ơi, mấy khi mà có người đẹp đứng bên cạnh đâu. Mình luôn ở đây. Mình đứng không mình cũng ngại lắm. Chỉ cần Diệu Linh đứng nhìn em và cổ vũ thôi là được rồi. Ok, cái này mình làm tốt, cái này mình làm tốt, không sao, không sao. Xuất sắc. Diệu Linh mực lắm. Và đây, kính thưa quý vị, thành phẩm của bạn Đức Linh, món cá kho tiêu đang sẵn sàng để trao tặng cho bạn Diệu Linh nha. Đây. Nhìn như thế này mới thấy là nó rất kỳ công anh. Nghĩa là khi nhìn bạn làm thì em thấy nó cũng rất đơn giản thôi, trong bạn làm rất nhẹ nhàng, nhưng mà nhìn thấy mới thấy nó rất là đẹp mắt, tâm huyết. Thực sự rất tâm huyết. Rồi chúng ta đặt xuống đây và chuẩn bị dùng bữa thôi. Xin mời cả nhà. Chắc là Đức Linh nào đã ga lăng thì ga lăng cho hết luôn nào. Đúng rồi ạ. Hết mình nào. Để mình em bới cơm mời người đẹp nha. Dạ. Rồi, anh chủ nhà luôn. Dạ. Anh chủ nhà luôn. Anh chủ nhà cũng có trời phần. Ôi hơn quá. Lúc nào em cũng được hưởng. Trời. Những cái món ăn ngon đến từ các bạn. Dạ rồi. Xin mời Linh. Nó rất là gợi cái cảm giác cơm nhà ấy anh. Cơm nhà. Em nhớ những cái bữa cơm nhà ghê. Mời cả nhà. Đây là cơm nhà. Đây là lá vườn. Chuẩn luôn. Anh hái ngoài sân đó. Wow. Rồi xin mời bạn. Thơm lắm nha. Cái màu đẹp xuất sắc. Mùi cực kỳ thơm. Rồi. Sau đó là đó. Bạn muốn ăn phần nào của cá, bạn cứ dít ra nha. Mình thì thích ăn mỡ, mình sẽ ăn phần bụng. Trộn cái phần da cá nè. Mà cá lóc cái da nó dài dài lắm. Trời ơi. Ăn nó xuất sắc lắm em ơi. Đấy. Ui, màu rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ thử nhé. Mời anh. Trộn ăn cả miếng gì đó hả? Rồi, làm một miếng cơm nào, cái phần đó. Anh chan cái nước lên vô. Trời ơi. Thấy sóng sánh luôn, đang ngồi dưới ghe á. Chuẩn bị kéo lưới lên nè. Hồi nãy bạn đã lén bỏ chút xíu gừng vô, hóa ra là dậy mùi thêm. Ngon lắm. Anh thấy sao anh? Rất vừa miệng. Em cũng thấy, tại vì ngay từ đầu em đã nói là cái khẩu vị em khá là nhạt. Cho nên bạn kho rất là vừa. Rất là vừa đủ để ăn với cơm và thêm cả cái nước mà nãy anh dưới cho em đó. Nó quyện vào nhau tạo thành một cái tổng thể, cái hương vị nó rất là tròn đầy. Em không biết miêu tả sao nữa nhưng mà rất là cảm ơn bạn Linh vì đã làm món ăn ngon như này. Món này hao lắm em ơi. Hao cơm á. Thật sự. Tại vì đó cứ phải lắp liên tục. Chính xác. Chắc không thể dừng lại được. Không thể dừng lại được. Rồi em cảm thấy cái phần thịt cá như thế nào? Cho nó rất là mềm. Mềm. Nó mềm mà nó lại không bị khô, nó vừa mới chín tới rồi đó.
đôi khi mình kho cá mình để hơi quá lửa thì là mình sẽ bị khô ấy. Nhưng mà cái này nó không hề bị khô nha. Đấy, thịt cá vẫn còn rất là tươi. Ngon, mềm, vị mặn vừa phải. Mặc dù nhìn cái màu đậm vậy đúng thôi rồi. Quan trọng là bạn đã nêm đúng với khẩu vị chính mà xác. Diệu Linh đang mong muốn. Hay quá rất là lời. Ngon lắm. Cảm xúc của Diệu Linh như thế nào khi ngày hôm nay người đẹp Yvonne Diệu Linh cảm thấy rất là hài lòng với lần đầu tiên trải nghiệm món cá kho tiêu? Lúc đầu thì em cảm thấy cũng khá là hồi hộp. Bởi vì phải nấu cho một người xinh đẹp như thế này. Về sau em lấy hết những cái sự tự tin cũng như khả năng mình có để hy vọng là người đẹp sẽ tận hưởng được cái món ăn ngày hôm nay. Nhớ mãi nha. Dạ, thực sự là nhớ mãi luôn. Cái này là cái mà em phải lưu trữ lại một cái tấm lòng ấy ạ, dành cho mình, cho nên là mình buộc mình sẽ phải lưu trữ lại để mỗi khi mình nhớ lại mình lại sống lại những cái không khí như thế này. Như vậy thì ngày hôm nay Đức Linh có xứng đáng nhận được phần quà của chương trình không ạ? Hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng Đức Linh, chúng ta nhận quà thôi, xin mời bạn. Đây, trên tay Hoàng chính là phần thưởng dành tặng cho những sự cố gắng và tình cảm và sự nhiệt huyết của bạn Đức Linh đã dành tặng cho Yvonne Diệu Linh ngày hôm nay. Nào, Diệu Linh ơi, tặng Đức Linh đi. Đây thực sự là một cái bữa ăn rất là ngon về cả cái hương vị lẫn cái tình cảm mà em cảm nhận được từ bạn, cho nên là bạn hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Yvonne. Ngày hôm nay sẽ là một khoảnh khắc rất là tuyệt vời để cho Yvonne Diệu Linh sẽ nhớ về công thức chế biến này, nhớ kỷ niệm đẹp này và sau đó sẽ dành công thức này dành tặng cho gia đình, người thân, bạn bè và các đồng nghiệp của mình nữa. Chúc cho bạn luôn thanh xuân, tươi trẻ và phát triển trong sự nghiệp của mình nhé. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn hai bạn. Và kính thưa quý vị, hãy tiếp tục đến với Khẩu vị ngôi sao vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 để chúng ta khám phá được nhiều khẩu vị bí ẩn của các ngôi sao thần tượng. Bên cạnh đó, chúng ta học hỏi được nhiều công thức chế biến món ăn ngon. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bữa cơm gia đình cùng với người thân và bạn bè của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau quý vị nhé. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và may mắn. Bye bye.